những trường hợp phẫu thuật cấp cứu, thì tất cả những trường hợp phẫu thuật cấp cứu thì người bác sĩ gây mê hồi sức đều quan niệm rằng đó là bệnh nhân nào cũng là vừa mới ăn. Vậy thì tất cả những cái phẫu thuật cấp cứu chúng ta để phòng ngừa những cái mà trào ngược thì chúng ta có những cái biện pháp phòng ngừa. Ví dụ cái thứ nhất là chúng ta có thể đặt dạ dày, đặt xong dạ dày trước khi phẫu thuật. Cái thứ hai là trong quá trình gây mê chúng ta đặt nội khí quản thì chúng ta làm cái biện pháp đè cái sùng nhẫn, tức là nó ép thực quản xuống để phòng ngừa cái trào ngược. Và cái thứ ba là chúng ta sử dụng phương pháp đặt nội khí quản nhanh, tức là chúng ta gây mê nội khí quản thì chúng ta dùng thuốc giãn cơ với cái liều để đặt nội khí quản nhanh, hạn chế bóp bóng giúp thở trong lúc gây mê kéo dài thì sẽ ngăn ngừa được cái hội chứng trào ngược. Đó là những trường hợp phẫu thuật cấp cứu. Vậy thì lúc nào cũng suy nghĩ trong đầu rằng phẫu thuật cấp cứu là bệnh nhân vừa mới ăn, vậy thì chúng ta cần phải đề ra những cái các cái phương pháp để phòng ngừa trào ngược dạ dày thực quản. Chính vì vậy những phẫu thuật cấp cứu là những phẫu thuật nguy cơ cao là vậy. Vậy thì sau khi mà thăm khám, chuẩn bị bệnh nhân trước mổ, sau khi thăm khám lâm sàng, thăm khám cận lâm sàng, đánh giá được các cái thứ ba là cái vấn đề dùng thuốc và những cái thuốc nào cần ngưng, những cái thuốc nào cần uống, thì chúng ta cần phải đưa ra được, chọn lựa được cái phương pháp vô cảm thích hợp cho người bệnh. Phương pháp nào tốt nhất cho người bệnh thì chúng ta sẽ chọn lựa phương pháp đó. Thì phương pháp vô cảm thì các em đã được học rồi, có nhiều cái phương pháp vô cảm. Vậy thì mình sẽ chọn lựa được cái phương pháp nào nó an toàn và ít gây tai biến nhất cho người bệnh. Vậy thì sau này ví dụ mấy em sẽ học bài gây tê tủy sống, chống chỉ định của nó là gì, biến chứng của nó là gì, thì chúng ta sẽ biết được sau khi chúng ta thăm khám bệnh nhân trước phẫu thuật thì chúng ta có nên chọn nó hay không. Các em đã được học bài gây mê nội khí quản thì các em sẽ biết được chỉ định gây mê nội khí quản trong những trường hợp nào và những cái tai biến, biến chứng của gây mê nội khí quản mang lại, thì chúng ta sẽ biết được nên sử dụng cái chọn lựa cái phương pháp vô cảm nào. Tôi thí dụ, ví dụ như giờ bệnh nhân vào mổ cấp cứu vì cái chỉ xuất huyết, về trị xuất huyết cần phải phẫu thuật cấp cứu, nhưng mà bệnh nhân này có dùng thuốc chống cái tập tiểu cầu vì có bệnh lý kèm theo là bệnh bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ, có đặt stent mạch vành rồi, bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông, cái thuốc chống cái tập tiểu cầu. Vậy thì đối với bệnh lý mà trị xuất huyết thì chúng ta chọn lựa phương pháp vô cảm là gì? Thì trong cái phẫu thuật mà cắt búi chỉ để mà cầm máu thì phương pháp vô cảm chúng ta có thể chọn lựa nhiều lắm, có thể gây mê nội khí quản, có thể gây tê tủy sống. Tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta không thể chọn phương pháp gây tê tủy sống được, vì bệnh nhân đang dùng thuốc chống cái tập tiểu cầu, có rối loạn đông máu, mà rối loạn đông máu tức là một trong những chống chỉ định của phương pháp gây tê tủy sống. Vậy thì chúng ta không nên chọn phương pháp gây tê tủy sống trong trường hợp phẫu thuật cấp cứu này, vì chúng ta vô tình nếu mà chúng ta gây tê thì nhỡ đâu rối loạn đông máu nó gây chảy máu trong tủy sống, nó gây máu tụ trong ống tủy mà chèn ép tủy cấp và gây liệt hai chi dưới, nó gây biến chứng như vậy. Vậy thì chúng ta nên chọn phương pháp khác gây mê nội khí quản hoặc là gây mê nội khí quản. Ngoài ra có những cái phương pháp gây mê khác cũng, ví dụ gây mê mắt thanh môn, gây mê, vậy thì cuối cùng chúng ta các em sẽ học từng cái bài đó và các em sẽ chọn được cái phương pháp nào mà có lợi cho người bệnh. Đó là cái vấn đề vai trò quan trọng của thăm khám tiền mê. Thì vấn đề thứ tư là vấn đề nhịn ăn trước khi mổ và một số vấn đề khác. Một số vấn đề khác đó là vấn đề gì? Đó là vấn đề máu mà dịch truyền. Vậy thì có một số phẫu thuật chúng ta cần phải dự trù máu trước khi mổ. Ví dụ giờ chúng ta phẫu thuật sỏi thận, mổ sỏi thận thì nguy cơ chảy máu rất là nhiều thì chúng ta bắt buộc phải dự trù máu. Mổ cắt dạ dày, nguy cơ chảy máu cũng cao, chúng ta phải dự trù máu. Mổ đại tràng cũng phải dự trù máu. Mổ các bệnh lý
phẫu thuật lớn trong lồng ngực, tim, phổi, thực quản cũng phải dự trù máu. Phẫu thuật trên mạch máu phải dự trù máu. Ngoài ra có một số phẫu thuật khác chúng ta không cần phải dự trù máu. Ví dụ như giờ phẫu thuật thoát vị bệnh, phẫu thuật nội soi cắt túi mật, phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa không cần phải dự trù máu. Phẫu thuật các cái u vùng nông cũng không cần phải dự trù máu. Phẫu thuật tuyến giáp cũng không cần phải dự trù máu. Vậy thì sau khi thăm khám như vậy, chúng ta phải ghi vào cái tờ điều trị dặn dò bệnh nhân là chuẩn bị dự trù máu, và cần thì những bệnh nhân nào ngày mai mà chúng ta cảm thấy là mổ trễ theo cái sự sắp xếp lịch của chúng ta thì chúng ta cần phải dịch truyền cho người bệnh, bảo đảm, tại vì chúng ta đã dặn dò bệnh nhân là ngưng ăn, nhịn ăn trước khi mổ, và nước uống nhịn nước trong 2 giờ trước mổ. Thì chúng ta phải cần phải bù dịch truyền, thiết lập đường truyền trong những trường hợp mà bệnh nhân mổ trễ, cần phải không thì dễ bị hạ đường huyết. Một số chuẩn bị khác, ví dụ như là phòng ngừa nhiễm trùng, đối với ví dụ như mổ sọ não, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị bệnh nhân trước là cạo đầu vùng mổ, và chúng ta phải vệ sinh thân thể trước khi phẫu thuật. Bệnh nhân trước khi mổ được tắm bằng xà phòng vô khuẩn, được đánh răng, chải răng trước khi buổi tối trước mổ và ngày sáng ngày đi mổ, nếu có răng giả thì tháo răng. Và chúng ta phải bảo đảm nguyên tắc vô trùng trong phòng mổ. Chúng ta phải bảo đảm về những cái kỹ thuật vô trùng, ví dụ như mặc áo ngoại khoa, mang găng tay và rửa tay ngoại khoa. Và trong phòng mổ chúng ta cũng cần phải hạn chế nói chuyện, cười đùa, và số lượng người trong phòng mổ cũng tối đa từ 12 người trở xuống trong một phòng mổ. Và khi phẫu thuật phải nhẹ nhàng, tránh thô bạo gây dập nát rách mô dễ gây những cái nhiễm trùng sau đó. Và chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh dự phòng trước mổ cho hợp lý. Đó, tất cả những cái đó chúng ta phải ghi vào hồ sơ bệnh án. Và chúng ta phải chuẩn bị dinh dưỡng trước mổ cho người bệnh thật tốt, đặc biệt là trong phẫu thuật đường tiêu hóa. Nếu mà trong phẫu thuật đường tiêu hóa, nếu mà chúng ta dinh dưỡng không tốt thì nguy cơ xì dò miệng nối sau mổ rất là cao. Nên chúng ta phải bảo đảm trước khi mổ, chúng ta đối với phẫu thuật tiêu hóa thì có một số xét nghiệm chuyên biệt của nó, thí dụ như protein, albumin, chúng ta phải đưa nó về gần như là bình thường thì chúng ta mới nên tiến hành phẫu thuật. Chứ để mà thiếu chất đạm, suy dinh dưỡng trước mổ mà chúng ta phẫu thuật những cái đường tiêu hóa phẫu thuật lớn như vậy thì chắc chắn khả năng xì dò, khả năng nhiễm trùng vết mổ, khả năng biến chứng xì dò vết mổ, và khi mà xì dò sẽ gây biến chứng viêm phúc mạc và bệnh nhân sẽ rơi vào tử vong, nguy cơ rất là cao. Thì chúng ta cần phải dinh dưỡng cho người bệnh trước mổ thật tốt. Về vấn đề dinh dưỡng thì phải bảo đảm 4 cái yếu tố là đường, đạm, mỡ và chất khoáng. Đường, đạm, mỡ và chất khoáng thì về vấn đề dinh dưỡng cho người bệnh thì tôi sẽ nói kỹ hơn trong cái bài gọi là cái bài chăm sóc bệnh nhân sau mổ. Thì lúc đó chúng ta sẽ có nhiều thời giờ sẽ bàn tiếp về cái vấn đề dinh dưỡng cho người bệnh. Và một số bệnh cái khác kèm theo đó là vấn đề quan trọng, đó là vấn đề pháp lý, là ký cái giấy cam kết mổ. Nếu mà bệnh nhân không có ký cam kết mổ thì chúng ta không thể phẫu thuật trên người bệnh. Vậy thì có những trường hợp người bệnh ví dụ như bị tai nạn do giao thông, say xỉn rồi, có người ngoài, từ người ngoài đưa vào bệnh viện cấp cứu và chúng ta cần phải phẫu thuật sọ não để giải áp máu tụ, thì lúc này không có ai ký hết thì chúng ta có nên phẫu thuật trên những trường hợp này hay không? Vậy thì khi mà không liên hệ được thân nhân với người bệnh vì tính mạng của người bệnh bắt buộc chúng ta phải phẫu thuật không cần có sự giấy cam kết của người bệnh, thì lúc đó cái người mà ký vào quyết định mổ phải là người trực lãnh đạo của bệnh viện, phải ký vào cái chỉ định mổ thì chúng ta mới được phẫu thuật cho người bệnh này. Vậy thì nhắc lại cái vấn đề thứ tư trong cái vấn đề cái vai trò quan trọng của thăm khám tiền mê, đó là nhịn ăn trước mổ, chuẩn bị máu dịch truyền,
bảo đảm kháng sinh dự phòng, vệ sinh vùng mổ, tắm rửa trước mổ, chải răng vào đêm và nhìn và sáng hôm sau, tắm rửa bằng xà phòng vô khuẩn và ký giấy cam đoan trước mổ. Và chúng ta ghi vào hồ sơ bệnh án là phải cho một số y lệnh về truyền dịch chẳng hạn, và một số thuốc vào đêm trước mổ, nhiều thuốc an thần đêm trước mổ để cho bệnh nhân đỡ lo lắng, đó là thuốc tiền mê, và một số thuốc đặc trị tiếp tục dùng, ví dụ như bệnh nhân có tiểu đường thì chúng ta chuyển qua đường insulin đường chích, lúc đó chúng ta sẽ ngưng thuốc đường uống, thuốc tiểu đường đường uống chúng ta chuyển qua đường chích, chúng ta kiểm soát đường huyết trước mổ, trong mổ và sau mổ. Và một số y lệnh trong cái tờ điều trị em sẽ ghi vào trong đó y lệnh về vệ sinh, ví dụ tắm rửa bằng xà phòng vô khuẩn trước, đêm trước mổ, và mấy giờ chúng ta sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng mổ. Thì đó, đó là cái hôm nay chúng ta đã trao đổi về cái bài gọi là chuẩn bị bệnh nhân trước khi phẫu thuật. Đó, chúng ta thấy được cái vai trò quan trọng của vấn đề thăm khám bệnh nhân trước khi phẫu thuật. Chúng ta cần phải làm rõ bốn vấn đề đó: khám lâm sàng, khám cận lâm sàng, các thuốc trước khi mổ, thuốc nào ngừng, thuốc nào tiếp tục. Cái thứ tư đó là vấn đề nhịn ăn và một số vấn đề liên quan như nãy giờ chúng ta trao đổi. Vậy thì khi mà chúng ta thăm khám bệnh nhân trước khi mổ tốt như vậy và giải thích tất cả những cái nguy cơ tai biến có thể xảy ra cho người bệnh, thì chúng ta sẽ dự phòng được những cái tai biến, biến chứng có thể xảy ra. Còn nếu chúng ta cái công tác khám, vai trò khám tiền mê mà chúng ta lơ là, thì chúng ta sẽ bị bỏ sót và bệnh nhân có thể tai biến, biến chứng xảy ra và chúng ta sẽ xử lý không kịp thời, chúng ta không nhận định đúng và tử vong, biến chứng nó sẽ xảy ra, nó sẽ tỷ lệ nó sẽ tăng cao lên. Chính vì cái công tác này mà lơ là, mà vì vậy có một số vụ kiện trên thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã xảy ra những thường xuyên, ví dụ như là phẫu thuật ruột thừa sau bệnh nhân chết, đó là do chúng ta không có kiểm soát được cái, những cái bệnh lý kèm theo, bệnh lý tim mạch kèm theo, dùng thuốc chống đông trước đó, dùng thuốc chống cái tập tiểu cầu trước đó, có bệnh lý về hội chứng cường giáp trước đó, vân vân và vân vân, hoặc là bệnh nhân có đường thở khó mà chúng ta không chịu khám bệnh nhân trước mổ, và khi vô gây mê chúng ta không đặt được nội khí quản, lúng túng không mở được khí quản và không cứu được người bệnh, bệnh nhân siêu hấp và tử vong. Vậy thì nếu trong cái công tác vai trò khám tiền mê trước khi mổ chúng ta làm tốt, chúng ta giải thích được hết những cái trường hợp này, mà khi có xảy ra những cái tai biến, biến chứng mà chúng ta đã xử lý, và nếu mà xử lý tốt thì cứu được người bệnh, mà xử lý không thành công thì dù sao chúng ta cũng đã dự kiến được và đã giải thích được cho thân nhân và bệnh nhân biết rồi, nó có những nguy cơ như vậy, thì lúc đó người bệnh, thân nhân người bệnh họ hiểu được vấn đề. Vậy thì để kết luận lại thì cái vấn đề chuẩn bị bệnh nhân trước mổ nó chiếm một cái vị trí quan trọng trong cái quá trình điều trị về ngoại khoa. Vậy thì không như là cái vấn đề điều trị nội, mấy em đi về nội khoa thì chỉ cần bác sĩ nội khoa độc lập tác chiến là được rồi, một mình bác sĩ nội khoa thể thăm khám và điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên trong vấn đề điều trị ngoại khoa, không chỉ có bác sĩ ngoại khoa mà cần phải có một ekip mổ, đó là làm việc theo ekip và làm việc tập thể, và có sự đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ lẫn nhau thì cái điều trị ngoại khoa mới thành công. Bây giờ bác sĩ phẫu thuật có phẫu thuật cho giỏi mà bác sĩ gây mê hồi sức kém thì điều trị ngoại khoa sẽ thất bại. Bây giờ chúng ta phẫu thuật tốt, thăm khám bệnh nhân trước mổ rất tốt, bác sĩ gây mê hồi sức cũng làm tốt, tuy nhiên cái vấn đề chăm sóc bệnh nhân sau mổ kém thì điều trị ngoại khoa nó cũng thất bại. Đó, vậy thì để mà điều trị ngoại khoa thành công thì chúng ta cần phải có chuẩn bị bệnh nhân trước mổ cho thật tốt. Và vấn đề chuẩn bị bệnh nhân này không chỉ của bác sĩ gây mê hồi sức mà còn phải là bác sĩ về ngoại khoa. Tại vì sao thì bác sĩ ngoại khoa cần phải giải thích. Ví dụ giờ chúng ta mổ phẫu thuật về lồng ngực thì
bác sĩ ngoại khoa cần phải giải thích bệnh nhân trước khi mổ về vấn đề đặt dẫn lưu trong lồng ngực như thế nào, ống dẫn lưu đó sẽ được rút ra khi nào trong vòng 48 giờ sau mổ, và để theo dõi ống dẫn lưu đó phải giải thích cho người bệnh biết trước khi mổ là theo dõi cái gì, màu dịch ra, khí nó ra như thế nào, màu sắc như thế nào, những người bệnh biết hợp tác cùng với chúng ta chấp nhận cái ống dẫn lưu trong không khoan lòng người sau khi phẫu thuật, hoặc là phải giải thích bác sĩ ngoại khoa cũng phải giải thích là có phải đặt cái xong tiểu trong khi mổ và sau khi mổ và đặt lưu lại bao lâu, 24 tiếng sau đó xuống, chứ không nếu chúng người bác sĩ ngoại khoa mà không giải thích những cái dẫn lưu mà đặt trên người bệnh thì sau khi cái mê người bệnh tỉnh còn chưa tỉnh thì người ta sẽ một số trường hợp người ta rút cái ống dẫn lưu ra khỏi cơ thể một cách vô thức, họ thấy khó chịu họ rút ra. Tuy nhiên có một số trường hợp ví dụ như rút xong thì làm gì vỡ được chảy máu được cái gì chỉ gây nhiễm. Số trường hợp rút ví dụ cày ra ví dụ như chúng ta phẫu thuật cắt dạ dày hoặc là phẫu thuật trên đường tiêu hóa, chúng ta đặt xong dạ dày bệnh nhân không biết, người ta rút cái dạ dày xong dạ dày, hoặc là bệnh nhân rút cái xong dẫn lưu lồng ngực ra, đó là cái sự giải thích trước khi phẫu thuật đối với người phẫu thuật viên. Vậy thì để mà điều trị cho ngoại khoa cho nó thành công thì cần phải có sự phối hợp của cả một ekip mổ, không những cái vấn đề chuẩn bị bệnh nhân trước mổ cho thật tốt mà vấn đề chăm sóc sau mổ cho thật tốt. Thì riêng cái về vấn đề chăm sóc sau mổ như thế nào thì chúng tôi sẽ nói với các em vào cái bài ngày mai. Ngày mai thì chúng ta sẽ làm việc tiếp buổi sáng. Từ 9 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ làm việc tới 11 giờ để chúng ta bàn trao đổi về vấn đề chăm sóc bệnh nhân sau mổ. Thì qua bài này chúng ta thấy khi chúng ta được chăm sóc bệnh nhân trước mổ, tức là vai trò của thăm khám tiền mê phải được tiến hành một cách toàn diện. Chúng ta phải xem người bệnh là một thực thể, chỉ không cái chú trọng vào một vài cơ quan, không được chỉ chú trọng vào cái vấn đề mổ chỗ nào chúng ta chỉ khám chỗ đó là như là không được. Là khi mà chúng ta chuẩn bị càng chu đáo, đầy đủ, càng tốt thì chúng ta sẽ giảm được rất là nhiều cái tai biến và biến chứng lên người bệnh. Và từ đó nó sẽ dẫn đến sự thành công trong vấn đề điều trị ngoại khoa và nó mang lại cho người bệnh sức khỏe tốt. Và cái vấn đề phục hồi sau mổ sẽ sớm. Chúng ta sẽ trả người bệnh về cộng đồng càng sớm, thời gian được nằm điều trị tại bệnh viện càng ngắn và giảm được các chi phí điều trị, giảm được trong đó vấn đề y tế về kinh tế, rồi giảm thời gian nằm viện và phục hồi sớm, người bệnh về cộng đồng sớm và mang lại những lao động sớm thì phục hồi mang lại những cái hiệu quả kinh tế nhất định cho cộng đồng và cho xã hội. Đó là hôm nay tôi nói về cái bài này. Thì thực tế cho tới giờ này hầu như cái vấn đề chuẩn bị bệnh nhân trước mổ vẫn còn lơ là, vẫn còn xem nhẹ, đặc biệt là bác sĩ về ngoại khoa cũng như bác sĩ gây mê xem nhẹ. Chính vì vấn đề xem nhẹ, không có giải thích cho người bệnh trước mổ, cho nên người bệnh không biết, là rất là hoang mang, không biết mình như thế nào. Và khi mà chúng ta đưa giấy cam kết phẫu thuật cho người bệnh rất là hoang mang, không biết có vấn đề gì khi mà ký vào tờ giấy này. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta người bệnh bị thiệt thòi, nên người ta cũng ký mặc dầu cái sự chuẩn bị bệnh nhân trước mổ kém như vậy. Chính vì vậy nó mới xảy ra những cái xung đột, những cái mâu thuẫn, những cái kiện cáo sau khi phẫu thuật là như vậy. Vậy để tránh những cái này thì chúng ta làm tốt cái công tác này và giải thích rõ ràng. Và khi mà chúng ta đưa tờ giấy cam đoan phẫu thuật thì người nhà và bệnh nhân họ sẽ sẵn lòng họ ký và họ sẽ chấp nhận những cái tai biến, biến chứng nếu có xảy ra là do cái tình trạng bệnh lý như vậy. Thì lúc đó cái công tác thăm, công tác giữa người bệnh, công tác giao tiếp giữa bác sĩ và người thân nhân và bệnh nhân nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó, thì đó là hôm nay tôi trình bày với các em mấy cái bài như vậy. Thì
Thì tới giờ này thì cũng tới giờ rồi, thì các em có ý kiến có hỏi gì không? À, cho em hỏi được không thầy? Alo ạ. Alo alo, cho em hỏi là cái chuẩn bị dịch truyền cho bệnh. Em hỏi là chuẩn bị dịch truyền cho bệnh nhân trước mổ là có thấy một số bác sĩ là cho NaCl 0,9% mà cũng có một số là cho lactate vinegar hoặc là gluco 5%, thì em không biết là cái nào là nên dùng cái nào à, tại vì thấy mỗi người cho khác nhau. Xin hết ạ. À.